Và để tiếp tục chương trình, quý vị nếu có theo dõi chương trình thì Thục Linh thường thường là mặc áo dài hát nhạc quê hương. Cho nên hôm nay Thục Linh tuy là mặc áo đầm nhưng mà thường gửi đến quý vị một bài quê hương được không? Quý vị có chịu không? Quý vị có thể cho một tràng vỗ tay thật lớn lên không? Come on! Sau đây Thục Linh xin gửi và đặc biệt tặng cho những các cô chú và các cô bác ở đây. Một sân khấu của nhạc sĩ Trần Long Ngân và được mang tên Qua Cơn Mê. Xin gửi tặng nhạc. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.